Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Tam Tạng Pháp Sư tên là Pháp Đăng, dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Ban Hộ Niệm Hội Việt Nam Phật Giáo dịch chữ Hán ra chữ Việt. Quyển Thượng, Phẩm thứ nhất: Thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Chính tôi được nghe, một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật và các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, nhiều đến nói không xuể, kể không xiết, ở khắp mười phương vô lượng thế giới đều đến hội họp, cùng tán thán rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay ở trong đời ngũ trược xấu xa, thường hiển hiện sức thần thông đại trí tuệ khôn xiết nghĩ nghị, cầm cương giá ngự cho lũ chúng sinh ương ngạnh, biết rõ những pháp khổ, pháp vui. Rất tiếng khen ngợi, liền ủy thị giả đến phỏng vấn Đức Thế Tôn. Lúc đó Như Lai mỉm cười, phóng ra 100.000 muôn áng mây sáng sủa như áng mây sáng sủa đại viên mãn, áng mây sáng sủa đại trí tuệ, áng mây sáng sủa đại tam muội, áng mây sáng sủa đại phúc đức, áng mây sáng sủa đại quy y, áng mây sáng sủa đại từ bi, áng mây sáng sủa đại bát nhã, áng mây sáng sủa đại cát tường, áng mây sáng sủa đại công đức, áng mây sáng sủa đại tán thán. Ngài phóng những áng mây sáng sủa như thế, còn nhiều kể không xiết. Rồi Ngài lại nói những thứ tiếng tinh vi màu nhiệm như tiếng đàn ba na la mật, tiếng thi la ba la mật, tiếng sàn đề ba la mật, tiếng tỳ ni gia ba la mật, tiếng thuyền na ba la mật, tiếng bát nhã ba la mật, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ, tiếng đại trí tuệ, tiếng sư tử gầm, tiếng sư tử lớn gầm, tiếng mây sấm lớn. Ngài nói ra còn nhiều những thứ tiếng như thế, nói không xuể, kể không xiết. Rồi có vô lượng ức thiên, long, quỷ, thần ở cõi Sa Bà và ở các đất nước khác đều cùng đến hội họp, cả ở cung trời Đao Lợi. Các hàng thiên, long, quỷ, thần ấy đều là các vị ở những cõi trời: Tứ Thiên Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Tu Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Phúc Sinh Thiên, Phúc Ái Thiên, Quảng Quả Thiên, Nghiêm Sức Thiên, Vô Lượng Nghiêm Sức Thiên, Nghiêm Sức Quả Thực Thiên, Vô Lượng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, Sắc Cứu Kính Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, vân vân. Cho chí các tầng trời, phi tưởng, phi phi tưởng, hết thảy thiên chúng, long chúng cùng các quỷ, thần đều đến hội họp. Lại có các thần như thần bể, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần ngòi, thần trầm, thần lúa mạ, thần cai ngày, thần cai đêm, thần trên không, thần trên trời, thần coi sự ăn uống, thần cây cỏ, vân vân, ở các đất nước khác và ở cõi Sa Bà đều đến hội họp. Lại có các chúa quỷ lớn như chúa quỷ mất dữ, chúa quỷ hút máu, chúa quỷ hút tinh khí, chúa quỷ nuốt thai, nuốt trứng, chúa quỷ hành bệnh, chúa quỷ thu nhiếp khí độc, chúa quỷ từ tâm, chúa quỷ làm phúc lợi, chúa quỷ đại ái kính, vân vân, ở các đất nước khác và ở cõi Sa Bà đều đến hội họp. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Ông xem hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và các bộ thiên, long, quỷ, thần ở các thế giới này, thế giới khác, đất nước này, đất nước khác, hiện đương hội họp ở cung trời Đao Lợi này. Ông có thể biết số mục là bao nhiêu không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con, dẫu lượng tính đến nghìn kiếp cũng không thể biết được. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngay như ta lấy con mắt Phật nhìn nhận cũng còn chưa lượng tính hết được. các vị đó đều do Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp tới nay đã độ, đương độ và sẽ độ, đã vê thành, đương vê thành và sẽ vê thành cho. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, từ bao nhiêu kiếp tới nay, con nhờ tu được nhiều thiện căn, chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật dạy liền tin theo ngay. Còn như các hàng tiểu quả Thanh Văn, Thiên, Long, Tám Bộ, vân vân và các chúng sinh trong đời sau, dẫu có nghe những lời thành thực của Đức Như Lai, tất còn mang lòng ngờ vực. Ví dụ có rập đầu vâng chịu đi nữa cũng chưa dẹp khỏi được sự bán nhạo. Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ rõ nhân địa tu hành của Đại Bồ Tát Địa Tạng đây làm hạnh gì, phát nguyện gì mà vê thành được những sự khôn xiết nghĩ nghị như thế. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như tam thiên đại thiên thế giới, trong có bao nhiêu cây cỏ, rừng rậm, lúa vườn, tre, lau, núi, đá, bụi nhỏ, mà cho mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng, mỗi hạt cát trong một sông Hằng là một thế giới. Trong một thế giới ấy, cho mỗi một mẩy bụi nhỏ là một kiếp, cho hết số bụi nhỏ tính trong một kiếp ấy đều là một kiếp cả. Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả thập địa tới nay cũng đã nhiều gấp nghìn phần con số thí dụ kể trên, huống là tính từ khi Bồ Tát Địa Tạng còn tu trong bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật thì còn nhiều biết chừng nào. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, uy thần thể nguyện của Bồ Tát ấy khôn xiết nghĩ nghị. Nếu đời sau này có thiện nam, thiện nữ nào nghe thấy tên Bồ Tát ấy mà tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho chí vẽ tranh, chạm khắc, sơn thép hình tượng, vân vân, thì người ấy sẽ được 100 lần sinh lên ở trong 33 cõi trời, không bao giờ phải đọa vào đường ác nữa. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, không biết bao nhiêu kiếp đã qua, nói không xuể kể không xiết, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là con ông trưởng giả. Đời ấy có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Thời ấy con ông trưởng giả thấy tướng mạo Phật đầy đủ nghìn phúc trang nghiêm tốt đẹp, mới hỏi Đức Phật ấy: Do hành nguyện gì mà được tướng tốt đẹp như thế? Bây giờ Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo con ông trưởng giả rằng: Muốn chứng được chân thân này, cần phải lâu đời tế độ giải thoát khổ não cho hết thảy chúng sinh mới được. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhân thế con ông trưởng giả liền phát nguyện rằng: Con xin từ nay trở về sau, đời đời kiếp kiếp, dùng mọi phép phương tiện mà khuyên bảo các chúng sinh chịu khổ não trong 6 đường, khiến cho họ được giải thoát hết, rồi con mới thành Phật đạo. Vì đối trước Đức Phật ấy, con ông trưởng giả tự phát nguyện lớn như thế, cho nên đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu trăm nghìn vạn ức kiếp không thể nói xiết, mà vẫn còn là Bồ Tát. Lại còn một đời nữa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ngài thọ đến 400.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp. Đến thời tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn, tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể. Đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Bà mẹ mê tín tà đạo, thường khinh tam bảo. Vị thánh nữ ấy đem hết nhời phương tiện khuyên ngăn bà mẹ, khiến để phát sinh chính kiến. Nhưng mà bà mẹ chưa được tin hẳn, chẳng bao lâu đã chết, thần hồn sa đọa vào địa ngục vô gián. Bây giờ thánh nữ biết ngay, mẹ mình khi còn sống ở đời không tin nhân quả, nay chết đi tất phải tùy nghiệp mà sinh vào đường ác, liền bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa lễ vật đem lên các chùa và các tháp Phật làm đại lễ cúng dường. Đến một ngôi chùa, thấy pho tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tô vẽ uy nghi trang nghiêm rực rỡ. Thánh nữ chiêm bái tôn dung càng thêm kính ngưỡng, liền nghĩ rằng Phật là bậc đại giác, đầy đủ mọi trí. Nếu Ngài còn tại thế, sau khi mẹ ta mất đi, ta còn có thể đến hỏi nơi Ngài, tất được biết nơi mẹ ta bị đọa. Nghĩ đến đó, nước mắt chan hòa, chiêm ngưỡng chẳng rời tượng Phật. Bỗng nghe trên không có tiếng nói: Này thánh nữ đương khóc kia, đừng xót xa nữa, hãy nghe ta bảo nơi mẹ con bị đọa. Thánh nữ chắp tay hướng lên trên không mà bạch rằng: Chẳng hay đức thần nào đấy đến giải bớt tấm lòng lo âu cho con như thế. Từ khi mẹ con mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết đâu mà hỏi mẹ con thác sinh ở cõi nào. Ở trên không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta đây là Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà con đương chiêm ngưỡng đó. Nay thấy con thiết tha nhớ mẹ gấp mấy thường tình, nên ta mới đến bảo cho con biết. Thánh nữ nghe nói liền ngã lăn ra, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên cạnh vực dậy, hồi lâu mới tỉnh, hướng lên không mà khấn rằng: Con nay sắp chết đến nơi, xin Phật từ mẫn bảo ngay cho con biết rõ mẹ con thác sinh ở cõi nào. Lúc bấy giờ, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Con cúng dường xong, sớm quay về nhà, ngồi nghiêm chỉnh, niệm danh hiệu ta, thì sẽ biết nơi mẹ con thác sinh. Sau khi lễ Phật, thánh nữ về ngay nhà. Vì tha thiết nhớ mẹ nên ngồi yên lặng niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Bỗng nhiên thấy tự mình đến một bờ bể, nước sôi sùng sục, thú dữ rất nhiều, thân thể đều bằng sắt, bay nhảy trên mặt bể, dông bên đông đuổi bên tây, thấy hàng trăm nghìn vạn đàn ông đàn bà khi chìm khi nổi, bị thú dữ tranh nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình dạng khác nhau, hoặc nhiều tay nhiều mắt, nhiều chân nhiều đầu, răng chìa ra ngoài, sắc nhọn như gươm, lùa những tội nhân đến gần thú dữ cho chúng vồ bắt, vơ trúm cả chân lẫn đầu, muôn hình vạn cách không nỡ nhìn lâu. Bây giờ thánh nữ nhờ sức niệm Phật cho nên tự nhiên không sợ hãi. Có một quỷ vương tên là Vô Độc cúi đầu nghinh tiếp, nói với thánh nữ rằng: Quý hóa thầy, Bồ Tát vì duyên gì mà lại đến đây? Thánh nữ bèn hỏi quỷ vương rằng: Đây là chốn nào? Vô Độc đáp rằng: Đây là từng bể thứ nhất về phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi: Tôi nghe thấy nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, sự ấy có thật không? Vô Độc đáp: Quả có địa ngục. Thánh nữ nói: Tôi phải làm thế nào để vào được địa ngục? Vô Độc đáp: Nếu chẳng có uy thần tất phải theo nghiệp lực, trừ hai sự ấy thì chẳng bao giờ vào được. Thánh nữ hỏi: Vì làm sao trong nước nóng sôi này lại có nhiều tội nhân và nhiều thú dữ như thế? Vô Độc đáp: Đây là chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phù Đề, khi mới chết trong 49 ngày, không ai kế tự làm việc công đức để cứu trừ khổ nạn, mà lúc sống lại không có chút nhân thiện, nên cứ tùy theo bản nghiệp mà đọa địa ngục, tất nhiên phải qua bể này trước. Về phía đông, cách đây 10 vạn do tuần lại có một bể, sự khổ sở ở đấy lại còn gấp bội hơn. Phía đông bể này lại có một bể, sự khổ lại còn gấp bội hơn nữa. Vì cái nhân xấu xa của ba nghiệp tự gây tự chịu như thế, nên gọi chung là bể nghiệp, tức là nơi ấy vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: Địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp: Trong ba bể ấy đều là địa ngục có 100.000 thứ, mỗi thứ một khác. Nhưng kể ngục nặng thì tất cả có 18 cửa, nhẹ hơn có 500 ngục, khổ độc vô chừng. Nhẹ hơn nữa lại có 100.000 ngục, cũng khổ vô chừng. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng: Mẹ tôi mới chết, chẳng hay thần hồn phải đến ngã nào? Quỷ vương hỏi lại thánh nữ: Dám hỏi mẹ Bồ Tát khi còn sống thì hành nghiệp thế nào? Thánh nữ đáp: Mẹ tôi theo tà kiến, thường hay chê bai tam bảo, cũng có lúc hơi tin, song lại bất kính ngay. Tuy rằng mới chết mà tôi chưa biết đọa vào nơi nào. Vô Độc hỏi: Thế mẹ Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp: Song thân tôi đều thuộc dòng Bà La Môn, cha tôi là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc liền chắp tay bạch thánh nữ rằng: xin thỉnh Bồ Tát quay về, chớ nên lo sầu thương nhớ nữa. Vì bà Duyệt Đế Lợi tuy có phạm tội, nhưng đã được sinh lên trời 3 hôm nay rồi. Đó là nhờ lòng hiếu thuận của Bồ Tát vì mẹ, hết lòng tu phúc bố thí, cúng dường trên chùa và tháp đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng những một mình mẹ Bồ Tát được thoát địa ngục, mà những tội nhân ở trong địa ngục vô gián hôm ấy cũng được hưởng sự vui sướng và cùng đi đầu thai rồi. Quỷ vương Vô Độc nói xong, chắp tay vái chào rồi lui về. Thánh nữ lúc đó như người tỉnh giấc mộng dậy, liền đến trước tháp và tượng đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà lập thệ nguyện rất lớn: con xin thệ nguyện rằng mãi mãi về đời sau này, nếu còn chúng sinh nào có tội khổ, con còn phải mở rộng đường phương tiện khiến cho được giải thoát hết. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương Vô Độc tức là Bồ Tát Tài Thủ bây giờ, còn người con gái Bà La Môn tức là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Ha ha ha,